Không phải ngẫu nhiên mà đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng đen trong ngành thảo dược, bởi sự quý hiếm được thể hiện ngay trong cách dùng và tác dụng vượt trội chính là lý do khiến thứ biệt dược tiền tỷ này được nhiều người săn đón và ưa chuộng. Ngày nay, với tiến bộ của khoa học, đông trùng hạ thảo được cấy nhân tạo vẫn đảm bảo được dược tính như đông trùng hạ thảo thiên nhiên, theo giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cũng đã nhận định. Nếu như cái đông trùng hạ thảo nhân tạo mà nhân rộng lên đúng với chủng, với cái họ của đông trùng hạ thảo thiên nhiên ấy, thì cái thành phần hóa học, cả cái nội hàm của cái đông trùng hạ thảo nhân tạo ấy cũng tương đương 1:9:10 so với đông trùng hạ thảo tự nhiên, và có thể sử dụng cái đông trùng hạ thảo nhân tạo để thay thế cái đông trùng hạ thảo tự nhiên. Bằng công nghệ Nhật Bản được đầu tư nghiêm túc, Tiến Luật và những cộng sự của mình luôn không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để sản xuất ra đông trùng hạ thảo chất lượng để cung cấp cho thị trường với mong muốn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Kim Cương Vàng, chúng tôi vì sức khỏe người Việt.